sân trường trung học phổ thông Nguyễn Du sáng nay rợp trong màu đỏ. Từ thầy đến trò, tất cả đều có chung một đồng phục, cờ đỏ sao vàng. Em rất là vui, rất là phấn khởi và rất là chuẩn bị cho một mùa chung kết AFF Cup 2018. Bởi vì hôm nay Việt Nam đã, đây là tụi em sẽ cổ vũ Việt Nam cả ngày. Việt Nam vô địch. Thể hiện được một cái tinh thần quyết chiến quyết thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Những tiết mục cây nhà lá vườn nhưng lại là tâm huyết của tất cả các em học sinh. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, động tác có thể chưa đều, nhưng là tấm lòng, là tinh thần ủng hộ đội tuyển hết mình.